Xin chào anh em nhá. Hôm nay hai anh em đã đông thì vô tình dẫm phải hai con vịt rơi. Đi vào trong nhà thì thấy vợ đang đây là đun nồi nước sôi. Thế nên là nó ra thế này. Đây sau khi ta làm sạch thịt lông là ok đấy nhá. Mình sẽ là tắm bằng gừng với chanh để khử mùi, xong đó là massage vịt, xóa ở cổ, bầu ngực, đồ các thứ. Rồi xong rồi mình sẽ tẩm được gia vị. Gia vị thì mình không thể chia sẻ được với là vị việt gia truyền của vịt Phú Lai nhé. Sau bây giờ là chúng ta sẽ triển khai là món vịt nướng lá sen. Lá sen tới hiện tại chỉ có lá sen ở Hoa Kỳ mới làm được món này các bạn nhá. Cho nên lá sen là vùng khác không làm được đâu. Đây lá sen Hoa Kỳ đây, to dày ấy, nhẹ như thiếu nữ luôn, ngon đấy. Xong rồi chưa, thôi ta đang sẽ gọi thế nào đây, bỏ chân nó vào bụng, bỏ chân nó vào bụng này đấy. Cổ để bắt lên tiếng đầu này đấy. Đúng không? Đấy ta gọi rồi. Cái thành quả của sau khi gọi sau nổ ra mình sẽ bọc giấy bạc lại và mà buộc chặt lại và cho lên bếp. Thì là xong đây phần 1, mọi người chơi thì đến một mình cuốn giấy bạc nhá. Thì công cuộc đóng gói thì đã xong, thì ta sẽ bắt đầu cho lên bếp anh em nhá. Đến tầm khoảng dự kiến sẽ có tầm khoảng 12 tiếng là việc sẽ chín. Vừa vậy chứ tầm khoảng 1 tiếng thôi là mình ăn được việc nhá. Mọi người cùng chờ xem thành quả của chúng ta hôm nay thế nào. Và cái kết cùng đón chờ kết quả món vịt nướng lá sen. Thêm củi không? Ok. Ok. Ôi lòi thịt ra đi. Thịt bắt ướm luôn. Chạy. Đây. Con này vừng ra máu đi. Nóng thế phu của anh này. Hai tay nóng lắm. Nè rồi. Ôi thật ngon. Rồi lại vào đây. Rồi đập cái kìa.
đi bóng cốt đấy, mất cái nắp. Yeah. Đã rồi đưa xuống dưới cái mướng đấy, mất xe hồ đá đây này. Đúng là bụi. Thơm rồi. 30 phút á. Thiếu chút nữa thì cháy. Đấy, vịt bóng đêm đây. Anh như cái cành có mì quạo đi. Nồng 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 nồng, phùi phùi đá, gạt gạt ra. Đưa một rồi. Một rồi, một rồi. Đến nó. À mặt đi ngon này. Dạ chết. Ngon chứ chẳng. Lá sen nó bị chảy này. Hung lên à. Sao lại không lên? Mà xử đồ không lên nào. Phui phui mấy cái này đi. Ăn chắc vịt đi, giờ cây đoàn ăn đi. Mời em. Đó, là sen chạy đúng không? Chào ơi, lên hầm cái món nha, em mới thụ, mới chế biến ngay. Yeah, đây này, là sen từ ngoài chạy chứ mà đóng cũng chạy. Nào, mời anh cho con ở đây, thầy quay phát. Rồi, xời. Nó chỉ chạy cái phần lá thôi các bạn ạ. Chứ con là ở trong là thịt vẫn còn nguyên đấy. Sáu lần đây để ta bổ căng vô là sen căng đấy, mọi người cứ tưởng là nó chảy nhưng mà ở trong nó không chảy đâu đấy, là sen nó bị va gió tát đe cái cùi đấy bắn nó rách men ấy. Với sáu nó không được đâu, đe cùi nữa đây anh em thấy chưa này, ngon ngon, lấy cái mâm sạch vô đá kìa. Yeah, con này vẫn nguyên ngon này. Phần này vàng ướm, phần này chảy một hình dạng đi cáo luôn, nó vịt bóng đêm nhức nách luôn. Đốt được đi, phòng lóng đầy cái rồi, con này ngon này. Con này ướt xe. Em vịt mềm thế này cái đúng. Nó thơm mùi lá sen, ngào ngạt trong một lá sen của Hoa Kỳ, nó thơm lắm anh em ạ. Ở hợp chủng quốc Hoa Kỳ nó có loại lá sen này thôi. Đây. Vùi đâu với đây chứ đây. Đứng. À này nó dính. Được. Vẫn còn cắt con rắn nào, vẫn còn rắn nào. Nó bỏ lấy cái cành nữa mà cắt. Này, có trắng đấy. Được rồi đó, còn một phần một đèn là thì gạt thôi. Tôi làm lên cái này, dính lên cái món. Yeah. Ngon nhóc. Tao mới hái cành nó chết đi chứ. Và như vậy là món vịt nướng lá sen của anh em chúng tôi đã hoàn thành. Ôi, bây giờ của anh đang rút trước. Vịt trời dài lắm. Đấy, chín rồi nha anh em nha, này. Chín này kìa. Ôi trời ơi. Chín luôn. Ngọt thế nhỉ? Ngọt lắm. Người ta chuyển con lên trước cái để hồi này anh em sau đến ăn con này. Con này nó sống hơi lâu nó mới dài. Dài hả? Dài. Ở nhà mời anh em nhá, để chuyển cái đây chứ, bọn này nó ăn hết.